Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Học thuyết hạt nhân Nga bao gồm nội dung sử dụng vũ khí hạt nhân khi lằn ranh đỏ bị đối phương vượt qua. Trong xung đột Ukraine, các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần cảnh báo về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Giới quan sát e ngại kịch bản đó tuy nhỏ nhưng vẫn khó loại trừ sau khi Ukraine đột kích vào Kursk một cách táo bạo và đầy bất ngờ. Theo học thuyết an ninh hạt nhân hiện nay của Nga, nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và những vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc đồng minh của Nga, và chống lại các cuộc tiến công vào Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga. Trong cuộc họp báo hồi tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại học thuyết hạt nhân Nga. Ông nói rằng nếu hành động của ai đó đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi sẽ coi mình được phép sử dụng mọi phương tiện có trong tay. Xin ai đó chớ có coi thường điều này, xem đó chỉ là chuyện hời hợt. Tình hình xung đột Nga-Ukraine trên thực địa thời gian qua cho thấy khả năng lằn ranh đỏ của Nga đã bị vượt qua, đặc biệt là sau khi Ukraine bất ngờ tấn công thẳng và sâu vào lãnh thổ Nga ở tỉnh biên giới Kursk. Vụ đột kích Kursk mở màn vào ngày 6 tháng 8 năm 2024 là cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine xuyên biên giới kể từ khi nổ ra xung đột vũ trang giữa hai nước. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào vùng Kursk kể từ Thế chiến thứ hai. Kursk từng là nơi diễn ra trận đấu tăng lịch sử giữa Hồng quân Liên Xô và đội quân Đức Quốc xã vào mùa hè năm 1943, với phần thắng cuối cùng thuộc về lực lượng Liên Xô. Theo các thông tin cập nhật tổng hợp cho tới nay, Ukraine đã huy động 10.000 quân, được trang bị trọng pháo và xe tăng cho chiến dịch Kursk. Tình hình tại Kursk căng đến mức Tổng thống Nga Putin đã phải triệu tập họp khẩn cấp các quan chức an ninh hàng đầu của mình, đồng thời gặp gỡ các thống đốc vùng biên để động viên họ và chỉ đạo những việc cần làm ngay. Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Belarus Lukashenko, đồng minh chí cốt của Tổng thống Nga Putin, mới đây cảnh báo rằng Ukraine đang đẩy Nga đến chỗ phải khai hỏa vũ khí hạt nhân sau khi Ukraine bất ngờ đột kích sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Nhà lãnh đạo Belarus cảnh báo, mối nguy hiểm nằm ở chỗ, hành động leo thang kiểu này của Ukraine là nỗ lực đẩy Nga tới chỗ thực hiện hành động bất đối xứng, thí dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân. Máy bay không người lái UAV và trực thăng của Nga đã tấn công vào nhiều xe tăng, xe bọc thép và binh sĩ Ukraine tham gia cuộc đột kích vào vùng Kursk. Vào ngày 6 tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã bất ngờ vượt biên và tấn công vào vùng Kursk của Nga. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội nhắm về phía quân đội Ukraine. Các lực lượng vũ trang Ukraine tổn thất hơn 330 binh sĩ, 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe vận tải bọc thép, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo, 3 khẩu súng cối. Hãng tin RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 19 tháng 8. Các video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị tiêu diệt ở vùng Kursk. Trong đoạn video đầu tiên dài 20 giây, một chiếc xe tăng vẫn còn nằm trên xe tải vận chuyển đã bị một UAV trinh sát của Nga phát hiện. Sau đó một UAV Lancet đã tấn công phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây ghi lại cảnh một xe bọc thép chở quân APC của Ukraine được bố trí trên đường cao tốc. Cuộc tấn công bằng UAV Lancet của Nga đã khiến cho APC bốc cháy, trong khi bộ binh Ukraine hoảng sợ chạy toán loạn. Đoạn video thứ ba là cuộc tấn công từ các trực thăng Mi-28 mà NATO gọi là Havok, phóng tên lửa vào các đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng Mi-28 đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vic, NATO gọi là AT-16 Scalion, để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ nhắm vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk mà còn ở vùng Sumy của Ukraine. Theo các báo cáo mới, quân đội Nga có thể bị cắt nguồn cung cấp và quân tiếp viện gần biên giới ở Kursk sau khi các lực lượng Ukraine nhắm vào các cây cầu quan trọng. Ngày 19 tháng 8, các blogger quân sự có liên hệ với Điện Kremlin và các phương tiện truyền thông độc lập của Nga đưa tin rằng Kiev đã phá hủy cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seyim ở Kursk, một trong những tuyến đường giao thông quan trọng của Moscow được sử dụng để hỗ trợ hậu cần và tiếp tế cho quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Nga. Gần 2 tuần sau khi Ukraine tiến vào Kursk, trọng tâm chính là phá vỡ các tuyến đường tiếp tế và hậu cần của Nga. Thông điệp từ Kiev cho thấy Ukraine đang tập trung vào việc ngăn chặn lực lượng Nga tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu ngày 19 tháng 8 rằng nhiệm vụ chính của Ukraine là phá hủy càng nhiều tiềm lực chiến tranh của Nga càng tốt và thiết lập vùng đệm ở Kursk. Đài phát thanh Belarus Nexta và một số nguồn tin của Nga đã đưa tin rằng cây cầu thứ 3 nằm ở làng Karis,
Trong những ngày gần đây, Ukraine đã phá hủy một cây cầu trên sông Seim ở gần làng biên giới Gluskovo, tiếp theo là cây cầu thứ hai gần làng Zvanoye lân cận vào ngày 19 tháng 8. Kerch nằm ở phía tây của cả Zvanoye và Gluskovo. Vào ngày 19 tháng 8, chỉ huy không quân Ukraine cho biết việc phá hủy một cây cầu khác ở Kerch đang giúp tước đi khả năng hậu cần của đối phương. Khi được hỏi về việc nhắm mục tiêu vào cây cầu thứ ba, một phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine đã từ chối bình luận tới Newsweek. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email. Nếu việc phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim được xác nhận, lực lượng Nga đang chiến đấu chống lại cuộc tấn công của Ukraine gần biên giới sẽ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng trong việc tiếp tế và đưa quân tiếp viện vào vị trí. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy đơn vị trinh sát của nhóm tác chiến Sever đã xác định được xe chở quân bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công nó bằng UAV cảm tử Lancet. UAV trinh sát này được cho là đã đốt cháy xe bọc thép của đối phương, được phát triển ở Zala Aero của Nga. UAV Lancet có thể tấn công các mục tiêu đối phương một cách hiệu quả, cách xa hàng chục km. Bên cạnh đó, một số UAV của Ukraine cũng bị bắn hạ ở gần Belgorod. Thống đốc khu vực, ông Vyacheslav Glakov cho hay, một cuộc tấn công UAV khác của Ukraine cũng được ghi nhận ở làng Malomikhailovka ở gần Sebekino, song không có ai bị thương. Nhóm tác chiến Center của Nga đã tuyên bố chiếm được Sviridonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đồng thời phá hủy các đội hình thuộc Lữ đoàn 47, Lữ đoàn Cơ giới 151, Lữ đoàn 68, Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 111 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 15 của Ukraine ở khu vực Vodvizhenka, Kalinovo, Tikhchinye, Novoekonomichevskoye và Dolinovka thuộc Donetsk. Lực lượng này cũng đẩy lùi hai cuộc phản công của Lữ đoàn tấn công Liut thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine. Quân đội Ukraine lần đầu tiên cũng đã công bố đoạn video về những giờ đầu tiên tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kerch của Nga. Trong đoạn video được văn phòng báo chí của Bộ Chỉ huy Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine công bố ghi lại những giờ phút đầu tiên chiến dịch trên lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Video được tổng hợp từ hình ảnh quay bằng máy bay không người lái UAV và camera cầm tay của các binh sĩ dưới mặt đất. Trong video, quân đội xe tăng, xe bọc thép của Ukraine đã tiến vào vùng Kerch, tiêu diệt, bắt giữ các binh sĩ Nga. Sau đó giơ cờ của lực lượng tấn công đường không. Phần mô tả của video viết rằng, giả phá bom mìn, vượt biên, phá hủy tuyến phòng thủ của đối phương, không kích, pháo binh và tù nhân, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lập kế hoạch, yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu và giấu kín thông tin đã trở thành những yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Một số chuyên gia nhận định, thành công về mặt chiến thuật của Ukraine ở tỉnh Kerch là sự kết hợp sử dụng hiệu quả các loại vũ khí như xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái UAV. Kiev cho biết, thay vì giành quyền kiểm soát lãnh thổ của đối phương, cuộc đột kích vào Kerch đã nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng sống của công dân Ukraine bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga và chuyển hướng quân tiếp viện của Nga. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine SSO đã công bố hình ảnh một số đơn vị đặc nhiệm thực hiện hoạt động xâm nhập vào tỉnh biên giới Kerch của Nga. Theo đoạn video được SSO đăng trên mạng xã hội Facebook sáng ngày 19 tháng 8, có thể thấy các đơn vị Ukraine đã sử dụng một số khí tài phương Tây viện trợ như xe bọc thép HMMVKV để vượt qua tuyến phòng thủ răng rồng được phía Nga triển khai ở tỉnh Kerch. Khi tiến vào khu vực có sự hiện diện của binh sĩ đối phương, lính đặc nhiệm Ukraine liền nhảy xuống xe và xảy ra các cuộc đọ súng. Dựa trên những hình ảnh được công bố, nhóm đặc nhiệm Ukraine thực hiện việc đột kích được trang bị súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh. Một số người trong đó đã mang theo súng phóng lựu hạng nhẹ. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine trên xe HMMVKV đã sử dụng súng máy để yểm trợ cho đồng đội. Thông cáo từ SSO viết, việc đột kích, điều chỉnh hỏa lực pháo binh cũng như bắt binh sĩ đối phương là công việc hàng ngày của các binh sĩ SSO trên lãnh thổ đối phương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, mục tiêu chính của Kiev trong chiến dịch ở Kerch là lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga. Theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18 tháng 8 khẳng định chiến dịch đột kích của nước này vào tỉnh biên giới Kerch của Nga đang đạt được những kết quả tốt đẹp và sắp hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hôm qua chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp rồi và rất cần thiết trong việc phá hủy các thiết bị của Nga gần Toretsk. Hiện tại, nhiệm vụ chính của các lực lượng trong hoạt động phòng thủ nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm năng của Nga càng tốt, Tổng thống Zelensky cho biết thêm. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh,
Đặc biệt mục tiêu của chúng ta trong chiến dịch ở Kursk là lập ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ của đối phương. Theo Tổng thống Zelensky, những tuần tới sẽ rất quan trọng với những nỗ lực ngoại giao của Ukraine với các đối tác ở châu Âu, châu Mỹ và Nam Bán Cầu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các đồng minh, đối tác đẩy nhanh tốc độ viện trợ của vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Cùng ngày, Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, lực lượng không quân của nước này vừa tiếp tục phá hủy cây cầu chiến lược thứ hai ở tỉnh Kursk của Nga. Cùng với tuyên bố trên, ông Oleschuk còn đăng kèm thêm video ghi lại cảnh cây cầu tại khu vực Kursk bị tập kích gây ra lỗ thủng lớn trên mặt cầu. Không rõ thời gian và địa điểm của vụ tấn công, song các nguồn tin cho biết đây là cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim. Cây cầu tọa lạc gần làng Zvanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Việc Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng tại tỉnh Kursk được cho là nhằm cản trở tuyến tiếp tế hoặc tiếp viện của Nga. Theo các sĩ quan quân đội, hiện chỉ có một cây cầu bắc qua sông Seim ở làng Karis thuộc tỉnh Kursk. Trước đó, hôm 16 tháng 8, Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một cây cầu khác ở thị trấn lân cận Gluskovo, bắc qua sông Seim. Phía Nga cho hay, việc phá hủy những cây cầu đã cản trở những nỗ lực sơ tán người dân thường của họ. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết, Kiev đang đạt được nhiều bước tiến ở vùng Kursk và chia sẻ hình ảnh được cho là của xe tăng. Lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Olgovka, cách thị trấn Suza ở tỉnh Kursk khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát Suza sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này. Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Sau gần 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.150 km2 lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga. Nếu được xác thực, tốc độ kiểm soát lãnh thổ trong hơn một tuần của Kiev tương đương với tốc độ giành lãnh thổ của Nga ở Ukraine trong nửa năm. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tiền tuyến đối với quân đội Nga. Cũng theo Viện Nghiên cứu ISVK, cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhịp độ tấn công ở tỉnh Donetsk có thể sẽ gây sức ép lớn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các cuộc tấn công nhất quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm quân tới vùng Kursk sẽ làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Moscow ở đông và đông bắc Ukraine. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!